Rồi xin chào cả nhà nha. Hôm nay bắt đầu cuộc hành Anh trình Sáu mình mình mang văng lưới hả? theo theo chân anh Sáu đi văng lưới các bạn. Rồi xe đó không ai dám lấy đâu. Văng đâu anh Sáu mình? Bẻ cây bắp. Đây là mướp bên đây trồng mía các bạn, mía lau nè. Đây vườn tược không à. Bông nữa, bông tết. Đây thì có đang trồng mấy cái cúc chứ mấy cái thọ. Với hầm nữa trồng súng các bạn. Đây nó bắp cây trái của trời luôn. Trái xưa, trái này khoảng chừng dài tầng 10 bữa nữa là ăn được các bạn. Rồi anh Sáu dục bột lưới đây, anh Sáu đi kiếm kiếm cây cầm rồi. Đây cái hầm ở trước các bạn. Đây bông súng, đổ bông quá trời các bạn. Rồi. Anh Sáu mất tích giữa cái rừng bắp rồi. Bắp này khoảng 10 ngày nữa là ăn được hả ta? Dạ. Cây nhỏ nhỏ, trái cũng to quá. Bắp này râu già hết rồi. Bên này chắc bắp tết nè. Rồi đi bóc cua đi. Quay cho. Ngại gì? Lên YouTube mà ngại gì đâu. Cua mẹ nào muốn. Nước sông. Mò xuống hầm này mò... Mò gì? Mò cá. YouTube ông ta tên gì vậy? Em đăng ký cho. Tính gãi vlog. Tính gãi hả? Ừ. Tính có hát, gãy là gãy đôi á. Ồ cá quẩn quá trời kìa. Cái này câu cá ngon nè. Mấy thanh niên nhí mà giới thiệu rồi cũng dữ lắm, đông quá dữ. Bữa nào đợi rảnh rảnh làm cái event nha. Làm event đồng quê đồ nhảy leo cây đồ phóng sông đồ phóng kinh Long Giang tắm đồ. Vui à. Đi câu cá đồ ha. Hai cái đợt mà xả nước vô đồ là bắt đầu cái mình bơi xuồng rồi ha. Event đồng quê. Anh Sáu giăng lưới có lấy con súng luôn không anh Sáu? Cá nó không đầm lưới, con súng nó đầm lưới. Dằn xéo xéo ra xéo xéo vớn xéo đầu miệng vớn qua cái góc này. Trong hầm đây mà chơi đặt vớn hai đầu mà thứ dữ luôn. Đặt giữa cái hai đầu ngoài kia có cái vớn hai đầu luôn kìa. Thời tiết bữa nay là hơi gió hơi lạnh với lại có mưa lắc phắc lâm râm các bạn. Nên là hơi lạnh. Đây vườn tược là mô hình quá đẹp các bạn. Bắp mà này là
sắp ăn được rồi. Gâu già. Gâu. Trái cũng to to không các bạn. Em theo chừng anh Sáu ra ngoài trước các bạn. Anh Sáu đi tút mình trước rồi. Quay chi tìm dấu vết anh Sáu. Đang lội cho nó săn thịt lại. Đang đi ra đầu ngoài, đầu ngoài. Đầu hầm ngoài. Mưa lắc phát ướt cái mặt kính luôn rồi. Trời cái hầm đi nãy giờ chưa. Hết mí được. Đây, đã phát hiện anh Sáu. Ôi, ôi. Đây lúa đất khu trên này là mới có xạ khoảng khoảng 20 ngày các bạn. Sao đây là đầu trong cái hầm nãy đứng đầu ngoài ngoài các bạn cũng cả gần cả 100 mét à. Đất đây chiều rộng cũng có mà chiều dài nó cũng có các bạn. Muốn chiều nào có chiều đó. Anh Sáu nãy giờ anh đi coi địa hình mà anh chưa biết chỗ nào đấy mà xuống chân. Anh đi khảo sát nãy giờ quá trời mấy địa điểm luôn rồi. Ngày sau khoảng thời gian khảo sát bây giờ anh Sáu đã lột áo chuẩn bị khai trương xuống hầm các bạn. Bữa nay là gió hơi nhiều với lại là có mưa nữa. Gió ghê chưa? Gió nghiêng ngả mấy đầu bắp luôn. Không đi phá nước được rồi. Lấy đất luyện đi. Luyện đầu trong được rồi. Hả? Luyện cho cá nó bớt sợ, nó bớt lạnh nó lội. Kết thúc một tà lưới thì các bạn cũng được khoảng chừng hơn 30 mét nữa. Mưa như này là lạnh văng xong giờ cháu anh gùng luôn các bạn đến một cạp luôn rồi. Làm đỡ điếu thuốc cho nó ấm ấm thôi. Lên núp trong mấy cây bóp sao ôi. Rồi mình tạm ngưng chú mưa một chút nha các bạn. Nào bớt bớt chút xíu nữa rồi
xuống vỡ lưới rồi mình quay tiếp nha. Ở đây cũng khoảng được nữa, còn 1-3 cái hầm nữa, hết cái hầm này các bạn. Bắt đầu đi đi dỡ tay lưới nhăn nãy giờ các bạn. Này thời tiết hơi hơi bị lạnh nên là cá nó cũng không có ngớp nhiều. Dưới chân dính là gì, dính gì vậy? Dính cá lau kiến kìa. Bữa nay cuối tuần cá đi chơi. Trời ơi con gô kiến kìa, hai con gô kiến nó đâm các bạn. Chà bá luôn. Cùng anh Sáu giờ này anh đánh bù cạp các bạn ơi. Gió hiu hiu lạnh lạnh nè. Có này mà có nước mà uống rượu mà ngủ hâm nóng là sao mới chịu nổi thôi. Ôi ôi, này hai cha con nè, hai mẹ con. Gô kiến này là một là hấp xả, nướng xả. Chỉ cần là lột lớp da ra là ở trong là toàn thịt. Thịt là siêu thơm, siêu ngọt, siêu dai. Đến nạo thịt ra nó rồi rớt nước luôn. Lộ mất tiêu luôn. Trời ơi kìa, được mày dinh kìa. Ôi được mày dinh trắng bóc nè. Đây đây đây, quá êm luôn. Kết thúc tay lưới đầu tiên các bạn, được một em mè dinh và 3-4 em gô kiến. Thời tiết bữa nay hơi lạnh với lại gió quá trời gió, cá nó cũng ít có động nữa. Xuống lưới lần hai các bạn. Hiện tại thì mưa cũng bớt hột nhưng mà gió thì liên tục. Rồi cái tay lưới thứ hai cũng gần hết các bạn. Anh Sáu dần gần xong rồi. Hôm nay có cái thọ nó đang chỗ búp nè. Mình quay mấy cái thọ này cho các bạn xem nha. Chỗ búp đều ghê các bạn. Ở giữa thì đây có xen một ít ngò gai nè.
tiếp luôn, rồi mình ra mà trước mình quay cái chỗ cái cúc vàng cho các bạn xem nha. Rồi đây là điểm kết của tay lưới văn lần hai các bạn. Đây đây là nguyên những chậu cúc vàng đang chỗ bông rực rỡ luôn các bạn. Còn này là không biết cái bông gì luôn. Cái này là bông hoa quỳ hả ta? Thấy hoa quỳ không? Mình cũng không rành gì mấy loại hoa đó các bạn. Đây mình quay cận cảnh nè. Bạn nào biết thì comment phía dưới nha. Ôi, quá trời đẹp luôn các bạn. Phải mình có dịp mình xuống làng hoa Sa Đéc mình quay cho các bạn xem. Đây cúc này đang nở. Rồi mình nghỉ chút xíu rồi khi dở tay lưới đến hai mình quay tiếp các bạn. Rồi bắt đầu mình thu tay lưới văn lần hai các bạn. Ôi rủ vô phi chà bá luôn các bạn ơi. Đó, nhẹ lóc cốc lóc cốc lóc cốc lóc cốc nè. Cô có phải chà cái cha đâu? Cái cha ăn được. Cái cha là bún bún ha, bún bún ăn được. Chứ khô quá ăn cũng ngon. Cái cha bún bún đồ vô chiên được. Ướp xả. Xả ớt chiên. Ăn cơm cũng ngon mà nhậu cũng ngon. Ôi dồi ôi, goofy nữa các bạn ơi. Quá trời. Rồi, 2 3 bay rồi lên. Quá đẹp luôn. Goofy lên chậu kiện. Ôi gu khi quá trời luôn các bạn ơi. Quá khứ gu khi rồi. Đây 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 đây. Đó đó hả? Kiến. Ừ, con lau kiến nữa kìa. Kiến nó không lau mà lau gì lứ không à. Quá khứ gu khi. Cái nãy trời lạnh giờ trời ấm ấm nó lên tắm tắm nắng chứ. Rồi cho em vào lọ. Đây còn em cô kiến các bạn. Có nữa bạn. Có nữa bạn. Ôi ôi. Trời ơi. Quá trời to luôn các bạn. Lọt lưới rồi các bạn. Rồi còn đường lưới cuối cùng nha các bạn. Đường lưới xéo qua mé bên kia nữa là kết thúc tên con cua kìa. Chính được cua. Cua đồng quá ngon luôn. Chưa lâu năm còn thiếu niên. Gì đó gì đó. Thôi ôi hai em một cặp luôn.
Ôi ôi, gồm kiếm trà bá luôn các bạn. Thôi thôi. Mạnh lên. 2 3 bài. Này em lau kiến hiện chi nặng quá, nặng lưới quá. Chìm nguyên cái dãy phao luôn. Rồi còn 1 mét cuối cùng. Trời, con cua kìa, cái gì kìa? Gì? Ghét hả? Ôi, con cua kiến trọng trọng. Quá im. Hay giống dáng cua chứ kìa. Nó cua gì vậy cha? Cua người ta nó nhìn dở lên thấy giống cua, nó banh hai càng gõ càng. Rồi video văn lưới đến đây kết thúc các bạn. Rảnh rảnh thì mình sẽ theo chân anh Sáu, anh Năm đồ với mấy anh Bình Dương đồ về, mình sẽ làm những cái video ở đồng quê cho các bạn xem tiếp. Rồi đây đây là thành quả hôm nay văng lưới nè. Đây. Đa số là gô kiến nha. Rồi có 3-4 em gô phi với anh em mày Vinh. Nếu các bạn xem video thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm nhiều video về đồng quê hay hơn nữa các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.